Hôm qua còn được chậu với tiên nữ, nay thì sắp được cùng ly với hồn ma. Tao với con gạo đổ hết tiền tiết kiệm rồi đó, thì nó ôm tiền biến mất. Nếu muốn lấy lại tiền từ thằng Trực, ai là cơ hội duy nhất? Trinh sát phải luôn bám sát con mồi để biết nó đi đâu làm gì. Nắm rõ địa bàn con mồi là việc của mắt thần. Thú vị lắm. Nè hai cô kia, nè đứng lại. Đây chính là cơ hội để bẫy đường đôi tay của mình. Mình muốn lấy tiền của thằng Trực thì phải có mã số khác. Nhưng mà làm sao để cho nó dính vô tay thằng Trực? Tiếng gì vậy? Là tiếng mở két sắt. Nhưng mà phòng Trực nó có két sắt. Vậy là không phải tiếng mở két sắt.